xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm clip ốc móng xay xào rau muống của mẹ mình làm. Bây giờ mình sẽ ăn một miếng. Rau muống thì ngon. Ốc móng xay thì đã. Ngon lắm các bạn ơi, dai nữa. Bây giờ mình sẽ uống miếng nước. Ba mình sẽ quay cho các bạn coi. Dễ nồi ốc móng tay. Siêu to khổng lồ. Bây giờ mình sẽ ăn thêm mấy miếng nữa. Đây các bạn, đây cái này đúng. Bạn Ben có vẻ rất là thích rau muống nhưng mà rau muống là một cái món ăn mà đậm chất Việt Nam. Ăn rau muống là muốn gì được đó. Rau. Món ăn rau giả dân giả Việt Nam. Ngon quá các bạn. Rất là ngon nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thêm. Ngon lắm các bạn. Cái gì đó. Bên bạn bè ăn thêm ốc móng tay đi. Mấy bạn thấy ăn rau muống không, mấy bạn không thấy được món ốc đâu hết. À, chúng ta phải đâu rồi ốc móng tay nhựa nổi, chúng ta phải dạt ra ốc móng tay ra để ăn rau muống. Ngon không? Ngon lắm. Mà mình rất biết ăn một ốc mà phải làm thêm một miếng rau muống. Nó có chắc rau. Tại bên Ben còn nhỏ nên phải ăn rau nhiều. Ba mình rất là thích ăn thịt nha các bạn. Thịt bò, thịt dê, thịt cừu, thịt chó, thịt mèo. Thịt bò. Thịt gà. Nói chung là ba mình thích. Đây là món ăn mà rất là đặc sản của Việt Nam, ốc móng tay. Ốc móng tay rau muống. Bye bye các bạn và hẹn gặp các bạn ở video sau.